Ngày 1 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B tổ chức tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam cho các chị em phụ nữ trên địa bàn phường Châu Phú B. Tại buổi tuyên truyền, các chị em phụ nữ cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, những chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, cách sắp xếp và tổ chức cuộc sống gia đình, vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua buổi tuyên truyền nhằm giúp chị em có thêm kiến thức kỹ năng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và giúp chị em phấn đấu, rèn luyện theo bốn phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang trong thời kỳ mới.